Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án động lực trọng điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tuyến đường vành đai phía Tây thành phố đi qua địa phận 5 xã Hòa Cương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên đến nay đã giải tỏa mặt bằng hơn 1.400 hồ sơ, còn 171 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Đối với tuyến chính, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và di dời mộ mã đến nay cơ bản hoàn thành, nhưng lại gặp vướng trong việc giải tỏa hồ sơ đất ở do các khu tái định cư chưa có đất thực tế bố trí cho người dân. Nhiều đoạn tuy đã có mặt bằng sạch, nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công do gặp vướng về phương án kỹ thuật và ảnh hưởng bởi COVID-19. Tại dự án TH2 từ Hòa Dương đi Hòa Sơn, có chiều dài tuyến 10 km do Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên làm đơn vị điều hành. Hiện nay dự án đã giải tỏa được hơn 1.200 hồ sơ, còn 43 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Qua thực tế kiểm tra tại các dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị huyện Hòa Vang tiếp tục vận động xử lý đối với các hồ sơ còn vướng mắc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn đã có mặt bằng sạch, phủ đá dầm, ngăn bụi cho bà con đi lại an toàn trước mùa mưa bão. Thông tin chi tiết buổi kiểm tra các dự án động lực trọng điểm tại huyện Hòa Vang, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong những bản tin tiếp theo.